Lớp tàu thu thập tình báo cực nguy hiểm của Hải quân Trung Quốc. Đầu thế kỷ 21, Trung Quốc cho ra mắt một lớp tàu trinh sát do thám vô cùng hiện đại, đó là lớp Thai 815 Dong Diao. Tính đến nay, đã có 9 tàu thuộc các biến thể của loại này gia nhập lực lượng Hải quân Trung Quốc. Hải quân Giải phóng Trung Quốc hiện nay có đủ khả năng để triển khai đến mọi vùng biển trên địa cầu và đã hình thành được hai cụm tác chiến tàu sân bay. Cuối những năm 1990, đứng trước yêu cầu chuyển mình trở thành hải quân tầm xa, thông tin tình báo là một thứ vô cùng quan trọng trong khi Hải quân Trung Quốc lại thiếu loại tàu trinh sát điện tử tầm xa có trọng tải lớn. Lực lượng Hải quân đánh bộ Trung Quốc bên cạnh chiếc tàu đổ bộ lớp Thai 071. Và thế là lớp tàu trinh sát điện tử do thám Thai 815 Dong Diao, Đông Triều ra đời. Với chiếc đầu tiên mang số hiệu 851 và cũng là tàu duy nhất thuộc lớp này được chế tạo. Tàu trinh sát do thám Thai 851 của Hải quân Trung Quốc. Tàu dài 130m, rộng 16,4m, mớ nước 6,5m, lượng giãn nước hơn 6.000 tấn, tốc độ tối đa hơn 20 hải lý một giờ, thủy thủ đoàn 250 người, được vũ trang một pháo nòng đôi 37mm, hai pháo nòng đôi 25mm, cùng vô số các thiết bị radar trinh sát thu thập thông tin điện tử hiện đại. Tàu được đưa vào biên chế năm 1999 cho hạm đội Đông Hải của quân giải phóng Trung Quốc PLAN. Tàu Thai 815, số hiệu 851. Tàu có nhiệm vụ chính là giám sát và phân tích thông tin tín hiệu điện tử, đo lường, theo dõi quỹ đạo tên lửa trong các cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo, cũng như các loại tên lửa của đối phương, nhằm cung cấp tốt hơn tầm quan trọng trên không. Thai 815 được trang bị một sàn đáp và nhà chứa có thể tiếp nhận trực thăng đi theo trong các nhiệm vụ dài ngày. Tàu Thai 815, số hiệu 851. Chiến tranh vùng vịnh đã khiến giới cầm quyền quân đội Trung Quốc bị sốc, các tư duy chiến tranh truyền thống của giới cầm quyền này hoàn toàn bị sụp đổ sau khi chứng kiến Hoa Kỳ đánh bại Iraq một cách chóng vánh. Quân ủy Trung ương đã lập một ủy ban đặc biệt để nghiên cứu và phân tích về con đường phát triển của quân đội Trung Quốc trong tình hình mới, với rất nhiều dự án vũ khí mới ra đời, đặc biệt về điện tử, trong đó có lớp tàu trinh sát Thai 815. Năm 2009, phiên bản cải tiến của Thai 815 đầu tiên xuất hiện với tên gọi Thai 815G. Trung Quốc đã cho đóng thêm 4 loại tàu mang số hiệu từ 852 đến 855. Tất cả được biên chế vào Hải quân Giải phóng Trung Quốc PLAN đầy đủ từ năm 2015. Trong số 4 chiếc Thai 815G, đã có 1 chiếc biên chế cho hạm đội Bắc Hải, 1 chiếc biên chế cho hạm đội Đông Hải, 2 chiếc biên chế cho hạm đội Nam Hải. Điều này cho thấy sang giai đoạn 2010, Trung Quốc đã chuyển đối trọng, coi mối nguy hiểm chiến lược đến từ Biển Đông thay vì từ Biển Hoa Đông như trước. Tàu Thai 815G, số hiệu 854 thuộc biên chế hạm đội Bắc Hải. Qua các cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương do Mỹ tổ chức năm 2014 và mới đây nhất là cuộc tập trận năm 2018, người ta đã ghi nhận các tàu trinh sát do thám Thai 815 của Trung Quốc theo dõi cuộc diễn tập ở gần đảo Hawaii. Vào tháng 1 năm 2017, Trung Quốc tiếp tục cho ra mắt phiên bản thứ 3 của dòng Thai 815 mang tên Thai 815A. Đây là phiên bản cải tiến mạnh mẽ nhất, được trang bị các loại radar, máy móc trinh sát hiện đại nhất. Trung Quốc tiếp tục đóng 4 chiếc loại này và chiếc cuối cùng gia nhập biên chế Hải quân Trung Quốc PLAN năm 2018. Hiện nay, tất cả hạm đội của Trung Quốc có 3 tàu lớp Thai 815, nhưng tốt nhất là hạm đội Biển Bắc với 2 chiếc Thai 815A mới nhất. Không ảnh chụp một tàu Thai 815A đang trong quá trình hoàn thiện tại nhà máy. Có thể thấy hiện nay, Trung Quốc đã sở hữu một lớp tàu trinh sát do thám vô cùng hiện đại và nguy hiểm, với số lượng lớn, tầm bao quát rộng trên biển. Đây chính là những con át chủ bài trong công cuộc tác chiến điện tử của Hải quân Trung Quốc trên chiến trường, cũng như phát hiện sớm các cuộc tập kích tên lửa hành trình vô cùng hiệu quả. Một chiếc Thai 815G, số hiệu 853. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.